chào quý vị và các bạn, chúng ta đang được gặp nhau trong bản tin thể thao ngày 22 tháng 7 năm 2016 và sau đây sẽ là những tin chính. Olympic Rio 2016, cảnh sát Brazil triệt phá âm mưu khủng bố. Huấn luyện viên Julen Lopetegui được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Tour de France 2016, Chris Froome về nhất chặng leo núi tính giờ cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất liên quan tới Thế vận hội mùa hè Olympic Rio 2016. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Brazil vừa ra một thông báo họ đã bắt được một nhóm khủng bố đang lên kế hoạch tấn công thành phố Rio de Janeiro trong khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội. Điều này đang mang tới nhiều sự hoang mang, nhất là trong thời điểm ngày khai mạc Olympic không còn xa. Đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Brazil, ông Raul Zuman đã lên tiếng cho biết, nhà chức trách vừa bắt giữ 10 phần tử được cho là sẽ thực hiện các vụ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Thế vận hội sắp tới và lên tiếng trấn an dư luận. Tất cả những hành vi của các phần tử cực đoan này đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh. Chúng tôi đã theo dõi họ nhiều ngày trước khi bắt giữ. Chưa hề có bất cứ điều gì đáng tiếc xảy ra. Và qua đây, tôi cũng khẳng định lại một lần nữa về việc an ninh tại Rio de Janeiro đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Được biết, 10 phần tử cực đoan vừa bị bắt giữ không có liên hệ trực tiếp với nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, nhóm này đã thể hiện các hành động trung thành thông qua các trang cá nhân của mình. Ngoài việc lên kế hoạch cho các vụ tấn công trong thời gian diễn ra Olympic, nhóm này còn chuẩn bị sang nước láng giềng Paraguay để mua vũ khí. Sau vụ bắt giữ kể trên, Tổng thống lâm thời Michel Temer đã tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp và ban bố tình trạng báo động trong cả nước. Như chúng ta đã biết, chiều tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế CAS đã đưa ra phán quyết của mình về việc cấm thi đấu đối với các vận động viên điền kinh Nga ở Thế vận hội sắp tới. Theo đó, thì án phạt dành cho các vận động viên xứ sở Bạch Dương vẫn được giữ nguyên và trước động thái này thì người Nga đã có phản ứng. Sau khi nhận phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao CAS, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Nga tỏ rõ vẻ thất vọng và ông cho biết: "Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi cần phải xem xét lại chuyện này để tạo cơ hội cho các vận động viên xem động thái từ phía IOC. Đây thực sự là một tình huống khó xử với các vận động viên, một ngày thật tồi tệ." Trong khi đó, các vận động viên Nga tỏ rõ sự bức xúc. "Tôi đang phải gánh chịu cho sai lầm của một ai đó mà thậm chí tôi còn không biết, giống như kiểu một người vô tội bị cáo buộc. Tôi tự nhiên lại phải chứng minh mình vô tội, thật không công bằng. Tôi không tin là họ chỉ muốn chúng tôi bị loại khỏi giải đấu. Nhiều khả năng đây là một cuộc chiến chính trị giữa các quan chức của Nga và nước ngoài. Tôi không biết họ đang xích mích gì, nhưng chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại là những người phải chịu trách nhiệm." Trong khi đó, vận động viên giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 100m và 200m là tia chớp người Jamaica Usain Bolt lại ra sức ủng hộ những hành động quyết liệt của Liên đoàn Điền kinh Thế giới trong việc xử lý vấn nạn doping. "Theo tôi, khi bạn tìm được chứng cứ và túm được ai đó, thì tôi khẳng định là bạn nên làm điều phải làm. Và nếu bạn cảm thấy cấm nguyên một đội tuyển là đúng, thì cứ việc thực hiện, tôi ủng hộ điều đó. Luật pháp là luật pháp và doping là một vấn nạn tồi tệ, vì thế tôi tán thành việc xử lý mạnh tay." Nga là một cường quốc trong làng điền kinh thế giới và việc họ không thể góp mặt tại Olympic sẽ làm giảm đi sự hấp dẫn trong các cuộc tranh tài. Hiện tại, người Nga chỉ còn biết hy vọng vào quyết định của IOC xem họ có đồng ý để các vận động viên Nga tham dự với tư cách trung lập hay không. Chuyển sang những tin tức trên thị trường chuyển nhượng. Sau thành công của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2016, nhiều cầu thủ của nhà đương kim vô địch châu Âu đã được các đội bóng lớn săn đón, trong đó có Andre Gomes. Hàng loạt ông lớn như Real Madrid, Manchester United hay là cả Juventus thì đều bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ này, nhưng mà cầu thủ 22 tuổi đã gia nhập Barcelona một cách đầy bất ngờ. Dù không có tin đồn nào liên quan đến việc Barcelona theo đuổi Andre Gomes, nhưng bỗng nhiên, sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Barcelona đã chính thức công bố tiền vệ người Bồ Đào Nha là tân binh của sân Nou Camp. Chi tiết của bản hợp đồng này không được tiết lộ, tuy nhiên theo báo giới Tây Ban Nha thì Barca đã phải trả cho Valencia 40 triệu euro và Gomes sẽ gắn bó với đội bóng xứ Catalan trong 5 năm. Đây là tân binh thứ tư của Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay sau những cái tên như Samuel Umtiti, Lucas Digne và Denis Suarez. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Borussia Dortmund đã chính thức công bố Mario Götze là tân binh tiếp theo của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo báo chí Đức, đội bóng vàng đen đã chi 22 triệu euro để hoàn tất thương vụ này với Bayern Munich. Götze trưởng thành trong màu áo Dortmund trước khi đến Bayern năm 2013 với mức phí 35 triệu euro. Sau 3 năm không thể hiện được tài năng,
tiền vệ 24 tuổi đã quyết định trở lại mái nhà xưa. Trong khi đó, Liverpool đang chuẩn bị chào đón tân binh thứ 6 của mình trong mùa hè này, đó là tiền vệ người Hà Lan Jorginho Wijnaldum. Cầu thủ 25 tuổi sẽ chuyển đến sân Anfield với mức giá 25 triệu bảng và trong ngày hôm nay, Wijnaldum sẽ hoàn tất kiểm tra y tế để gia nhập đội bóng thành phố cảng. Không lâu sau khi chia tay huấn luyện viên kỳ cựu Vicente Del Bosque, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã tìm kiếm được một người thay thế. Theo đó thì người được chọn là một huấn luyện viên chưa có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao, đó là Julen Lopetegui. Trên thực tế, huấn luyện viên Julen Lopetegui không phải là cái tên đẳng cấp. Nhưng trong bối cảnh không có nhiều sự lựa chọn, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định đặt niềm tin vào chiến lược gia 49 tuổi. Trước những sự kỳ vọng lớn như thế, huấn luyện viên Lopetegui khẳng định ông sẽ cố gắng hết mình trên cương vị mới. Tây Ban Nha là một đội tuyển giàu truyền thống, vì thế tôi sẽ cố gắng để không làm phai mờ đi những giá trị tốt đẹp mà đội tuyển đã xây dựng nhiều năm qua. Tất nhiên, bóng đá luôn vận động theo thời gian và sẽ có nhiều khó khăn mới xuất hiện. Vì thế, tôi sẽ đặt ra mục tiêu là giúp các cầu thủ sớm thích nghi với mọi thứ để xây dựng một nền tảng vững chắc. Dù không được đánh giá cao, nhưng huấn luyện viên Lopetegui là người khá am hiểu đội tuyển Tây Ban Nha. Trong quá khứ, ông từng làm trợ lý ở đội U17. Ngoài ra, thuyền trưởng 49 tuổi cũng từng dẫn dắt đội U19, U20, U21 Tây Ban Nha và giành được chức vô địch giải U19 Euro vào năm 2012, cũng như danh hiệu ở U21 Euro vào năm 2013. Ông Lopetegui được đánh giá là có phong cách khá giống với người tiền nhiệm Vicente Del Bosque khi đặt nền tảng xây dựng đội bóng là lối chơi chuyền bóng nhiều. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực để nói về thương vụ chuyển nhượng Paul Pogba của câu lạc bộ Manchester United. Có vẻ như là tiền vệ 23 tuổi đã ở rất gần sân Old Trafford, nhưng mà trong những phát biểu mới nhất của mình, huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn khẳng định chưa có điều gì chắc chắn ở thời điểm hiện tại. Trong buổi họp báo trước thềm trận giao hữu đầu tiên trên đất Trung Quốc gặp Dortmund, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra khá bình tĩnh khi nói về thương vụ chuyển nhượng của Paul Pogba. Tôi không xác nhận, cũng không thể phủ nhận điều gì về thương vụ của Pogba. Đơn giản là tôi không thể nói cho các bạn biết, bởi vì tôi nghĩ rằng nói về cầu thủ của một câu lạc bộ khác không ổn chút nào. Hiện giờ, cậu ấy vẫn là cầu thủ của Juventus, chứ không phải của Manchester United. Dù vẫn úp mở về thương vụ siêu bom tấn nói trên, nhưng cũng trong buổi họp báo, huấn luyện viên Jose Mourinho đã liên tục đưa ra các dấu hiệu cho thấy Manchester United có thể mang bất cứ cầu thủ nào về sân Old Trafford ở thời điểm hiện tại. Đây được xem là tín hiệu về việc Paul Pogba quay trở lại mái nhà xưa sẽ không còn xa. Nếu đúng như những gì báo chí đã đưa tin về lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng của Quỷ Đỏ gửi tới Juventus, Paul Pogba chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Chuyển sang thông tin về một ông lớn khác của bóng đá châu Âu là Barcelona, tương tự như là Manchester United, Barca cũng đã bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho chuyến du đấu vào mùa hè sắp tới. Thiếu vắng sự phục vụ của Messi và Neymar nhưng điều đó không quá quan trọng vì trước mắt đội bóng xứ Catalan chỉ là các trận đấu mang tính chất giao hữu. Neymar đang tập trung chuẩn bị thi đấu tại Olympic, còn Messi vẫn đang nghỉ ngơi. Vì vậy, bộ ba MSN chỉ còn lại một mình Suarez trong ngày Barca hội quân trở lại ở đại bản doanh. Toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ đều có không khí tập luyện rất thoải mái. Khi được hỏi về Messi, huấn luyện viên Luis Enrique cho biết, chẳng nghi ngờ gì cả, cậu ấy vẫn sẽ trở lại như mọi khi. Thất bại ở đội tuyển quốc gia sẽ không ảnh hưởng tới phong độ của Messi tại Barcelona. Sau kỳ nghỉ, cậu ấy sẽ trở lại và cùng toàn đội giành chiến thắng ở các mặt trận, làm hài lòng đông đảo người hâm mộ của Barcelona. Mùa hè này, Barcelona đã tỏ ra khá bận rộn trên thị trường chuyển nhượng khi mang về 4 tân binh và chia tay một vài cầu thủ. Sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique sẽ tham dự International Champions Cup và sẽ chạm trán với Celtic, Leicester City và Liverpool. Sau đó sẽ là trận tranh siêu cúp châu Âu với Sevilla vào ngày 12 tháng 8. Việc trao lại danh hiệu vô địch cúp quốc gia cho một đội bóng là chuyện hy hữu trong làng bóng đá thế giới. Và mới đây, điều đó đã hoàn toàn có thể xảy ra với Lazio khi mà họ đã đứng trước cơ hội được trao lại danh hiệu vô địch tại trận chung kết cúp quốc gia Italia vào mùa giải 1914-1915. Trận đấu chung kết cúp quốc gia Italia năm 1914-1915 là cuộc đọ sức giữa Lazio và Genoa. Tuy nhiên, do chiến tranh thế giới lần thứ nhất mà trận đấu này đã không thể diễn ra và ở thời điểm đó, đội bóng nào có được thành tích tốt hơn sẽ được ban tổ chức trao danh hiệu vô địch. Tuy nhiên mới đây, Lazio đang đứng trước cơ hội được trao lại danh hiệu vô địch quốc gia khi Liên đoàn bóng đá Italia đang xem xét kỹ vấn đề trên. Đã có hơn 30.000 cổ động viên Lazio ký tên
nếu mong muốn câu lạc bộ của mình có được danh hiệu mà họ hoàn toàn xứng đáng có được. Được biết, ngày 4 tháng 8 tới đây, FIGC sẽ đưa ra công bố cuối cùng. Chuyển sang những thông tin về giải đua xe đạp Tour de France 2016. Ở chặng 18 vừa diễn ra vào ngày hôm qua, coureur người Anh Chris Froome đã nới rộng thêm khoảng cách đáng kể với nhóm phía sau khi giành chiến thắng trong ngày đua tính giờ cá nhân. Chặng 18 giải đua xe đạp Tour de France có chiều dài 17 km. Đây là chặng đua tính giờ cá nhân thứ hai của giải. Ở chặng tính giờ cá nhân đầu tiên, tay đua đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp là Chris Froome đã có được vị trí thứ hai sau Tom Dumoulin. Và lần này, anh còn làm được tốt hơn thế. Dù khởi đầu khá chật vật, nhưng càng về những km cuối, coureur người Anh càng thi đấu xuất sắc hơn. Và chung cuộc, Froome đã hoàn thành chặng đua với thời gian 30 phút và 43 giây. Một thành tích vượt trội hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của anh. Màn trình diễn ấn tượng đó đã mang lại cho Froome chiến thắng chặng thứ hai tại giải đấu năm nay. Qua đó, giúp anh tiếp tục giữ vững chiếc áo vàng. Hiện tại, coureur người Anh đang bỏ sang người xếp sau là Mollema tới 3 phút 52 giây. Và có thể nói, chiếc vô địch Tour de France lần thứ 3 trong sự nghiệp đang ở rất gần với Chris Froome. Vào cuối tuần này, người hâm mộ bộ môn thể thao tốc độ sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn cạnh tranh rất quyết liệt tại chặng đua F1 Hungary. Và ở thời điểm này thì các tay đua cũng đã hoàn toàn sẵn sàng để bước vào giải đấu. Hungary là chặng đua thứ 11 của mùa giải F1 năm nay. Ở chặng đua này năm ngoái, chiến thắng đã thuộc về Sebastian Vettel của đội Red Bull. Tuy nhiên, phong độ không ổn định của anh ở mùa giải năm nay là điều khiến Vettel khó có thể lặp lại được thành tích trên. Bên cạnh đó, là sự cạnh tranh quyết liệt của bộ đôi Mercedes. Đây là một chặng đua hết sức thú vị. Kết quả ở chặng này sẽ là một sự thay đổi lớn trên bảng xếp hạng. Do vậy, tôi cần phải tập trung cao độ và không mắc phải những sai lầm không đáng có. Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất thoải mái. Trong khi đó, tay đua của đội Ford India là Sergio Perez chia sẻ: "Tôi là một tay đua đang có được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà tài trợ. Vì vậy, tôi sẽ không cảm thấy đơn độc. Sức trẻ và sự nhiệt huyết sẽ là động lực giúp tôi vượt qua mọi thử thách." Hiện tại trên bảng xếp hạng tổng, Nico Rosberg đang dẫn đầu và chỉ hơn đúng một điểm so với người xếp ở vị trí thứ hai là Lewis Hamilton. Do đó, cuộc cạnh tranh của bộ đôi Mercedes đang là điều được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi tại chặng Hungary. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thể thao trong nước. Đoàn thể thao Việt Nam đến Olympic lần này có tất cả 50 thành viên. Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Bên cạnh 23 vận động viên thì 26 thành viên còn lại là các huấn luyện viên, chuyên gia, lãnh đội, bác sĩ và cán bộ chuyên môn. Việc vận động viên tham dự một giải đấu lớn như Olympic mà không có huấn luyện viên đi theo như Ngọc Tú, Tiến Minh, Vũ Thị Trang là việc rất hiếm khi xảy ra. Nhưng điều này có vẻ là bình thường với thể thao Việt Nam. Dù theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn, trong các cuộc họp thành lập đoàn, việc mỗi bộ môn có vận động viên đi Olympic sẽ có tối thiểu một huấn luyện viên hoặc một cán bộ bộ môn đi cùng là ưu tiên hàng đầu. Tiến Minh và Vũ Thị Trang cho biết điều này không ảnh hưởng lớn đến việc thi đấu của họ tại Brazil sắp tới, nhưng người ta vẫn không khỏi băn khoăn và xót xa cho những gì mà hai tay vợt hàng đầu này phải nhận, đặc biệt là khi nhìn sang tay vợt cùng thời với Tiến Minh là Lee Chong Wei của Malaysia. Đầy đủ là phải đầy đủ từ lâu. Chứ đâu bây giờ Olympic tới nơi mà đầy đủ gì sao mà kịp nữa. Đầy đủ là phải đầy đủ 1 năm, 2 năm. Người ta nước ngoài người ta chuẩn bị lâu chứ đâu phải 1 tháng, 2 tháng mà được. Đâu ai mà vậy được. Phải có một kế hoạch lâu dài. Trước giờ hai anh em đi thi đấu thì chỉ đạo giúp đỡ lẫn nhau thì cái đó cũng là một phần là quen rồi. Còn có huấn luyện viên thì càng tốt, mà không có huấn luyện viên thì bọn em cũng có thể tự giúp đỡ nhau được. Được biết, chuẩn bị sang Brazil dự Olympic, đi cùng Lee Chong Wei là một bầu đoàn tháp tùng với huấn luyện viên thể lực, chuyên gia tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, chuyên gia trị liệu, thậm chí là người thân nhằm để tay vợt này có được điều kiện tốt nhất trong quá trình tham dự giải. Tôi có xin với chủ tịch liên đoàn đề nghị là có ý kiến với người Olympic, nếu cần thì cho tôi cùng đi với Tiến Minh và Trang để hai đứa nó đi cũng thương thật sự. Còn ví dụ như là ăn ở thì tôi ăn ở chút nó thì được, tiền vé tôi có thể tự lo, hoặc là nếu liên đoàn không chi được thì tôi có thể tự lo, nhưng mà cuối cùng thì tôi có hỏi thì các anh ấy là đang xem xét thế thôi, và đến giờ này tôi nghe nói là danh sách đã duyệt rồi. Nghịch lý hơn, trong khi những vận động viên như Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Ngọc Tú
không có huấn luyện viên đi theo hỗ trợ, thì có bộ môn lại có đến 3 huấn luyện viên chuyên gia đi cùng như đấu kiếm, cử tạ, bơi lội. Được biết, để chữa cháy cho việc này, nếu không có gì thay đổi, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 2 Nguyễn Trọng Hổ, người từng là huấn luyện viên điền kinh, sẽ hỗ trợ cho Tiến Minh và Vũ Thị Trang tại Brazil, trong khi với Văn Ngọc Tú là được sự trợ giúp của giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Hà Nội, Nguyễn Mạnh Hùng. Huấn luyện viên của Indonesia hôm trước mà chúng tôi mời về thành phố đó, huấn luyện đấy rất tốt, Tiến Minh thừa nhận huấn luyện đấy rất tốt. Huấn luyện đấy là dự kiến là mời về là một mặt là chuẩn bị cho Tiến Minh Olympic, hay là cho đào tạo lại một tiếng mới của đường trên thành phố. Nhưng mà cái sự cố trục trặc gì đó về phía nhà nước tôi không nắm được. Thì huấn luyện viên của Indo đã sau 2 tuần thì đã rời đi. Thể thao Việt Nam sau 2 chiếc huy chương bạc của Trần Hiếu Ngân ở Olympic Sydney 2000 và Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 2008, gần một thập kỷ qua luôn đau đáu để một ngày tiếp tục được vinh danh ở đấu trường Olympic. Nhưng với kiểu làm việc và đầu tư nửa nạc nửa mỡ như hiện nay thì ngày đó vẫn còn xa lắm. Những hình ảnh vừa rồi đã thay cho lời chào kết của chúng tôi cho bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.